xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video của Kiều Lam nha. Thì hôm nay Kiều Lam sẽ giới thiệu cho mọi người về một dòng xe đang cực kỳ hot của cửa hàng Kiều Lam, đó chính là dòng Vario nha. Thì trước mắt mọi người, đây là dòng Vario 125 và 150 nha mọi người. Phía màu hồng, đây là cà vẹt, nó sẽ gọi là hồng đen 125. Màu 3D nó sẽ có giá là 40 triệu nha mọi người. Con này có giá là 40 triệu. Rồi kế bên đây là 150 nha mọi người. Con này có giá là 50 triệu 5 nha. Đó. Thì màu quá đẹp luôn. Cái dàn mũ này nè mọi người. Đây là dàn mũ zin của Lý Thái 100%, không phải là sơn hay là độ gì hết nha. Như mọi người cũng đã biết, ngoài cái dàn mũ màu này ra thì nếu như mọi người không thích màu cam này á thì cứ nhắn tin cho Kiều Lam những cái màu sở thích của mọi người, Kiều Lam sẽ đổi theo ý của mọi người luôn nha. Thì cứ đến mọi người đi theo Lam, một cái dòng xe Vario mà nhiều màu sắc như thế này thì tha hồ mà lựa chọn luôn. Đó, như là xanh rêu nè. Đây cà vẹt nó sẽ ra là xanh đen nha mọi người. Đây là màu xanh rêu. Nó đi được mâm vàng nha mọi người. Nó đi là đi mâm vàng. Mâm vàng là mâm zin của nó luôn. Đó. Thì cũng như lợi thế của các bạn mà chọn màu xanh á, thì cà vẹt nó ra là xanh đen. Chạy một thời gian, ví dụ các bạn không thích màu xanh rêu này nữa thì các bạn có thể là tự đổi ý, tự đổi màu, miễn là màu xanh đều được nha. Còn kế đến là màu bạc xanh nè. Đây màu bạc xanh siêu đẹp luôn nha mọi người. Giá 50 triệu 500 thôi. Còn kế đến là màu hồng nữa, cũng 50 triệu 500 thôi. Màu này thì nó đậm hơn màu bên kia một xíu, này là hồng đậm hơn. Cà vẹt nó ra là hồng đen. Thì cũng như trước mắt mọi người đã thấy á, thì đây là những cái con dòng ẹt của 155. Đó, 155 thì màu đỏ 3D nó sẽ có giá là khoảng tầm là 47 triệu 500. Trước mắt mọi người là con của màu độ Movista. Ở trước đầu tiên á là cái dàn mũ đầu của nó nè, có chữ M đại diện cho cái hệ Movista. Và kế đến là hai bên của nó là sẽ có hai cái họa tiết đơn giản màu trắng. Đó, rồi cái hai bên có chữ hai Movista ở hai bên nè. Ở dưới là cũng vậy. Đó, về phần cánh nếm của nó rất là đơn giản luôn nha mọi người. Về phần cánh nếm của nó là sẽ có một cái dàn chữ màu tiếng Anh ở đây. Đó, tiếng Anh màu trắng nè, ở dưới đây là một cái chữ M ở đây. Rồi xong rồi thêm màu trắng đen đỏ. Nói chung là cái họa tiết này á, nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại tôn lên con xe của mình. Không mua con này là rất là tiếc luôn. Thì kế đến nữa, đó chính là con ẹt 155 màu đen. Cà vẹt nó sẽ ra là đen nha. Đây, thì về phần đầu tiên thì Lan xin giới thiệu nó là màu đen nhám nha mọi người. Đó, màu đen nhám rồi vô là nó có nhám nè, nó không có bóng như màu kia đâu. Thì đây là hình một con hổ trắng xanh hay xanh trắng nè. Rồi kế đến một dàn chữ tiếng Anh, bên đây có những họa tiết ba màu nè, trắng xanh đỏ nè, cũng rất là đẹp luôn, có chữ 155. Còn ở dưới đây là có hai bên nó là màu xanh, hai cái chi tiết nhỏ là màu xanh và chữ Yamaha màu trắng. Rồi những cái họa tiết bên Kiều Lam độ nó không có mà sặc sỡ đâu, nhưng mà nó rất là bắt mắt. Chi tiết nó không có khác gì với cái màu đỏ trắng á. Đây mọi người coi kỹ ra đi, như ở đằng trước này cũng có chữ 155 và chữ Movista, ở dưới cũng có M. Hai bên nó của nó là so bên kia thì màu trắng, thì bên đây là hai bên màu đỏ và chữ Movista đây và chữ M màu đỏ dưới đây. Thì con này thì mấy bạn chạy nhìn nó sang, nó nổi hơn con kia thì nhìn nó đầm hơn. Thì kế đến nha mọi người, đi theo Lam về những cái dòng mô tô đi. Đây là dòng con mô tô GSX. Thì con này thì có giá là 63 triệu. Giá Kiều Lam báo cho mọi người đã bao gồm thuế VAT hết rồi nha. Thì con GSX này nó có đủ lượng cái xăng rất là bự và lớn nha. Thích hợp cho những cái bạn mà chạy xe mà hay đi tour, mà hay đi đường xa á mọi người. Đó, mọi người xem sơ qua nha. Như những cái phần đầu nè, như cái này nè. Là cái kiến này có thể bật ra bật vô luôn nha mọi người. Đó, kiến này bật ra bật vô luôn. Còn những các bạn mà không thích cái xi nhan lồi này á, bên Kiều Lam vẫn có thể độ vô cho mọi người được nha. Rồi, giờ kế đến nè, mọi người cũng xem qua SH nha. Đây là SH 125. Thì đối với dòng SH 125 bên Kiều Lam bán có giá là 90 triệu nha, là SH ABS. Giá Kiều Lam báo là đã bao gồm VAT hết rồi nha. Chỉ còn phí lăn bánh, đó là phí biển số. Mọi người cứ, mọi người ở huyện nè, thị xã hay là thành phố gì đó, cứ nhanh tay liên hệ với Kiều Lam. Và nói mình ở đâu Kiều Lam sẽ báo giá lăn bánh cho mình nha. Thì như là cái dòng Vario á, thì Kiều Lam sẽ chốt lại một lần nữa nha. Là cái dòng Vario á, 125 các bạn chỉ trả trước khoảng tầm 5 triệu đổ lên. Còn 150 á, các bạn trả trước khoảng tầm là 8 triệu đổ lên là có thể lên hồ sơ góp được rồi. Còn đối với cái dòng Ad á, 155 thì các bạn trả trước cho Kiều Lam khoảng tầm là 8 triệu. Còn một con GSX á, trả trước khoảng tầm 17 triệu thôi. Đối với dòng SH này thì các bạn trả trước khoảng tầm là 20 cho tới 25 triệu là có thể lên hồ sơ được rồi nha. Thì thủ tục
Thì thủ tục gấp bên Kiều Lam rất là đơn giản luôn. Chỉ cần là chứng minh nhân dân gấp nè, hộ khẩu gấp nè, họ chứng minh nhân dân với bằng lái xe và đủ 18 tuổi là có thể lên hồ sơ gấp rồi nha. Không biết đường nào mà để nói luôn á. Em mù màu luôn rồi. Thì mọi người cứ tưởng tượng này là màu trắng nhưng mà em báo cà vẹt lại sau nha. Thì cứ đến nè, hồi nãy em tới đâu rồi ta? Em màu xanh lục bảo. Xanh lục bảo này em tư vấn hồi nãy bên kia rồi. Mà cái này là 125. 125 có giá khoảng rơi vào khoảng tầm 40 triệu. 40 triệu. Đó. Còn cái này là màu trắng hồng nè. Đính chính này là trắng hồng nha mọi người. Đính chính luôn à? Đính chính là trắng hồng luôn. Mà này là ở cái dàn mũ này, dàn mũ sơn nha. Nó cũng rơi vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi tới 2 triệu. Đây là sơn sơn dàn mũ màu hồng của nó. Đúng rồi, sơn dàn mũ màu hồng. Còn hồi nãy là màu zin của Đức Thái là dàn mũ cam. Anh so giữa hai màu. Anh quay lại đây em so cho, tại hai màu đứng kế nhau. Cái này là màu zin nè. Màu zin của Đức Thái nè, con này là màu sơn nè. À, đó. Màu hồng là sơn đúng không? Đúng rồi, màu hồng là sơn, còn một chỉ duy nhất có màu cam là zin của Đức Thái thôi. Thì nói chung là màu độ 3D một màu á thì có giá là 50 triệu năm, mà cộng thêm những cái dàn mũ thì khoảng tầm là 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu tùy theo màu. Nói chung là những cái chiếc xe này về giá nó có đồng giá với nhau không em? Giá có... đồng giá đó anh. Giá đồng giá hết á. Nó là đồng giá hết hả? Dạ đúng rồi. Thì như em nói là 125 thì nó sẽ đồng giá là khoảng tầm 40 triệu. 150 nó đồng giá là 50 triệu năm. Còn nếu mà dàn mũ thì cứ cộng thêm cho em từ 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu thôi. Như vậy mọi người có thể dễ tính nha. Còn mọi người mà muốn hỏi chi tiết hơn có thể liên hệ trực tiếp với số của em Kiều Lam nha. Mình có để ở màn hình á. Còn lúc nãy em cũng có đọc rồi, các bạn có thể xem lại nha. Đây có, mình thấy màu này đẹp. Đấy, những cái màu này đều là màu úp hết hả em? Dạ đúng rồi, màu úp hết. Có màu zin nữa anh. Có màu zin. Đây có màu zin à. Anh đứng ngay đó luôn đó. Đâu em? Đó, đây nè. Đây là màu 25 màu zin. 38 triệu. Đó, đây là màu zin. Đây là màu vàng cát à em? À, màu vàng kết. Có nhiều người ta hay nói là màu gì, màu xám lông chuột. Ở xám lông chuột. Xám lông chuột à? Dạ, màu bạc kim nè. Đó. Màu này giống màu bạc em nhỉ? Màu bạc kim. À. Màu bạc kim của dòng 150. 150 thì có giá khoảng tầm là 49 triệu nha mọi người. Đây là màu zin. Đây, màu đúng rồi, màu zin. Còn cái đến là có màu như là màu đỏ, màu trắng nữa ta. Đây, ở đây nè. Màu 25 màu trắng nè. À, em nói gì luôn nha mọi người. Những cái dòng Vario này á, màu trắng chỉ có 125 là màu zin thôi nha. Còn mà 150 là chỉ có màu đỏ 3D chứ không có màu zin nha mọi người. Còn ngoài ra là có màu đỏ nè. Màu đỏ này cũng là zin đúng không? Màu đỏ này là đỏ nhám là zin, đỏ nhám là zin. Đây màu đỏ. Đó. Màu đỏ hay là màu trắng nữa đây. Anh quay thế này mọi người lại bảo màu trắng nó chết thì luôn. Màu trắng cũng được, mà ra cao vẹt là đỏ đen. Thì tiếp đến đó, mày quay kiểu này hôm nọ cũng quay chỗ này luôn này. Mà rõ ràng màu cam mà mình nói màu trắng, các bạn ở trên kênh mình nói hùa theo màu trắng luôn. Thôi chắc để video khác vào giá sau đi ha. Chào mọi người cái. Hello. Chào.